Bắc Triều Tiên đổ lỗi cho Malaysia về cái chết của ông Kim Jong Nam và cáo buộc quốc gia này có thái độ không thân thiện. Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia đưa ra bình luận tương tự về thái độ thô lỗ của đại sứ Bắc Triều Tiên. Malaysia nói rằng cuộc điều tra đã diễn ra rất công bằng và yêu cầu Interpol phát lệnh báo động để bắt giữ 4 nghi phạm Bắc Triều Tiên trong cái chết của ông Kim. Chánh văn phòng nội các Nhật Yoshihide Suga nói rằng Tokyo đang theo dõi sát tình hình trên các hòn đảo có liên quan tới một cuộc tranh chấp lãnh thổ với Moscow sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga phát biểu về việc triển khai một sư đoàn tới đó. Bất đồng đôi lúc đã làm căng thẳng quan hệ hai nước kể từ khi kết thúc Thế chiến II. Ngoại trưởng từ cả hai nước đã được lên lịch hội kiến vào ngày 20 tháng 3 để thảo luận về vấn đề này. Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yase cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói với Philippines rằng Trung Quốc sẽ không khai hoang và xây dựng trên bãi cạn Scarborough. Trung Quốc đã cho phép các ngư dân Philippines quay trở lại khu vực này đánh cá sau chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Rodrigo Duterte. Bắc Kinh cho biết, hai bên đã đạt được thỏa thuận về các bước kế tiếp trong việc giải quyết tranh chấp.